Bản tin trưa ngày 24 tháng 2 Ngoại trưởng Anh tố cáo chế độ Putin hành động như Đức Quốc xã Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn rơi máy bay gián sát tối tân của Nga Cựu nghị sĩ Đảng Dân Chủ ủng hộ ông Trump làm Tổng thống Mỹ Cháy rừng nghiêm trọng ở Quý Châu, mưa đá to như quả trứng ở Chiết Giang Tài liệu do dỉ, chính quyền tại Trung Quốc chi tiền để đột nhập website Cảnh sát Giao thông Việt Nam Malaysia do ba người Việt Nam vì săn bắt động vật hoang dã. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của DKN. Hôm nay là thứ bảy, ngày 24 tháng 2. Sau đây là nội dung của bản tin. Ngoại trưởng Anh tố cáo chế độ Putin hành động như Đức Quốc xã Ngoại trưởng Anh David Cameron đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cuộc xâm lược Ukraine. Theo Sky News, khi phát biểu tại Hội đồng và an Liên Hiệp Quốc hôm 23 tháng 2, Ngoại trưởng Anh đã hướng đến Vasily Nebenzia của Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông nói. Những người duy nhất hành xử giống như Đức Quốc xã là chế độ Putin, xâm chiếm một quốc gia khác và hy vọng thế giới sẽ yếu đi và để họ thoát khỏi nó, Ông Cameron cho biết quân đội hiện đại của Nga đang thất bại, bằng chứng là Moscow được cho là phụ thuộc vào vũ khí của Triều Tiên và Iran. Đối mặt với chính đại diện Nga, ông Cameron nói, Putin đã gửi một thế hệ thanh niên Nga vào máy xây thịt. Lưu ý, ông ta làm sao giải thích với mẹ của họ hay thậm chí ông ta không bận tâm lắm. Kết luận, Ngoại trưởng Anh nói, đối với chúng tôi không có gì quan trọng hơn việc nhìn thấy Putin thất bại. Chúng ta không được trùm bước, chúng ta phải đứng vững. Trong quá trình ông Cameron phát biểu, đại diện của Nga Vasilin Nebansia đã phớt lờ và chỉ chân chú nhìn vào điện thoại của mình. Quân đội Ukraine hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 2 tuyên bố đã bắn rơi một máy bay trinh sát tối tân của Nga. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola Omichuk cho biết chiếc A-50 với ký hiệu Bayern đã bay chiến cuối cùng. Hãng thông tấn Interfax Ukraine dẫn nguồn tin quân sự cho biết chiếc A-50 bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga nhằm giữa các thành phố rostov on don và Krasnodar. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời cơ quan cứu hộ khẩn cấp của khu vực phía Nam, Krasnodar cho biết các mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy ở vùng đầm lầy thuộc quận Karneskoy và lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy. Paris A-50 là máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không của Liên Xô, được Moscow sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát. Phi cơ này thường bay với phi hành đoàn lên tới 15 người và ước tính tiêu tốn hơn 300 triệu đô để sản xuất. Đầu tháng này, tình báo quân đội Anh ghi nhận một vụ nổ giữa không trung của một chiếc A-50U khác của Nga. Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ chiếc phi cơ này. Cựu dân bìa Tusi Gabbat của Hawaii đã cáo buộc đảng cũ của bà là kẻ thù của nền dân chủ cho ham muốn quyền lực thúc đẩy, đồng thời ca ngợi ứng cử viên tổng thống được đảng cộng hòa yêu thích ông Donald Trump. Bà Gabbard từng là phó chủ tịch ủy ban quốc gia đảng dân chủ nhưng đã từ chức vào năm 2016 để phản đối việc gian lận bầu cử sơ bộ của đảng chứng lại Bernie Sanders bảo hộ Hillary Clinton. Hơn từ năm 22 tháng 2, cựu dân biểu này đã phát biểu tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CBAc) hàng năm được tổ chức ngay bên ngoài thủ đô Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu của mình, Bà Gabbard cáo buộc giới tinh hoa của Đảng Dân Chủ và những sinh vật đầm lầy ở Washington là không tôn trọng người Mỹ cũng như các quyền của họ, đồng thời bị thúc đẩy bởi sự khao khát quyền lực vô độ của họ. Bà lập luận rằng Đảng Dân Chủ cho rằng Trump sẽ phá hủy nền dân chủ của chúng ta nếu đắc cử. Họ nói rằng ông ấy sẽ là Tổng thống độc tài, rằng nếu ông ấy đắc cử thì đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng mà đất nước này chứng kiến. Thật buồn cười, điều này thật điên rồ thật buồn cười họ đang biện minh cho hành động của mình bằng cách tự nhủ rằng họ cần phải phá hủy nền dân chủ của chúng ta để cứu nó đó là sự điên rồ và đó là suy nghĩ và tâm lý của những kẻ độc tài bà ganbat nói họ đang tiến hành một cuộc chiến trên nhiều mặt trận và họ sẽ không dừng lại cho đến khi thành công bà ganbat cũng ca ngợi ông trump là một chiến binh có sức mạnh và sự kiên cường đến từ tình yêu và sự quan tâm chân thành đến tương lai của đất nước chúng ta cũng như sự quan tâm của ông dành cho người Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden, người mà bà tán thành vào năm 2020, bà cho rằng đương kim Tổng thống sẽ sụp đổ dưới một phần áp lực và các cuộc tấn công hiện đang nhắm vào ông Trump. Đề cập đến phán quyết gần đây nhất chống lại hoạt động kinh doanh của ông Trump và gia đình ở tiểu bang New York, bà Gabbard cho rằng vụ này rõ ràng có động cơ chính trị. Nhật báo Anh The Guardian cho rằng bài phát biểu nghe giống như một buổi thử giọng cho chức phó tổng thống Tờ báo này không đồng tình với thương điệp của bà Gabat. Nhật báo Anh lưu ý rằng bà Gabat đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và cổ vũ và đặc biệt là nhiệt tình hơn so với cựu thủ tướng Anh Lichert, người cũng phát biểu tại sự kiện. Dừng trên khắp tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã liên tục bốc cháy mấy ngày qua, chính quyền ra sức kiểm soát thông tin. Theo đài truyền hình Tân Đường Nhân, cháy rừng ở Quý Châu bùng phát vào ngày 18 tháng 2 và cháy suốt 5 ngày qua ảnh hưởng đến một nửa tỉnh. Một lượng lớn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cháy rừng đã lan xuống khu dân cư, thiêu rụi nhà cửa, nhiều dân làng mất nhà chỉ sau một đêm, khóc không gian nước mắt. Tuy nhiên các phương tiện truyền thông chính thống của nhà nước Trung Quốc chỉ đưa tin rời rạc, tạo ra ảo tưởng rằng chỉ một số địa điểm bị cháy và ngọn lửa đã được kiểm soát. Mặc dù một số phương tiện truyền thông nhỏ lẻ đã nỗ lực theo dõi tình hình nghiêm trọng do cháy rừng lan rộng, nhưng từ cháy rừng Quý Châu vẫn không xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng trên mạng xã hội. Toàn bộ nội dung trên mạng tràn ngập tin tức giải trí, chuyện tình thầy trò hay một ngôi sao nào đó giảm cân thành công. Đến ngày 21 tháng 2, cuối cùng thông tin này đã nhận được sự trí của dư luận. Lập tức ngày hôm sau, chính quyền thông báo tất cả đám cháy ở Quý Châu đã được dập tắt. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, từ ngày 10 đến ngày 21, có tổng cộng 221 vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quý Châu, và tất cả đều đã được dập tắt, có hai người thương vong. Khi chính quyền tuyên bố chiến thắng, các video về cảnh cháy rừng từng tràn ngập mạng xã hội đột nhiên biến mất và màn hình chỉ toàn hình ảnh ăn mừng và ca ngợi lính cứu hỏa. Tuy vậy, nhiều người đã bày tỏ nghi ngờ tuyên bố của chính quyền, thậm chí có người hôm 23 tháng 2 cho biết họ mới đi giật lửa trên núi ở Quý Châu về và ngọn lửa chưa được giật tắt. Nhiều cư dân mạng cũng đặt câu hỏi làm thế nào mà chính quyền có thể dập tắt hết đám cháy chỉ trong một đêm. Khi Quý Châu vốn dĩ là nơi núi non trùng điệp và các đám cháy lan rộng khắp một nửa tỉnh. Nhiều người đăng video trên mạng mô tả thời tiết ở Quý Châu khô giáo, gió mạnh khiến đám cháy lan rộng, lực lượng cứu hộ không thể làm gì để đối phó và chỉ có thể nhìn đám cháy nuốt chửng núi rừng, thậm chí cả nhà dân. Trong nhiều trường hợp, họ cố khoanh vùng để ngăn chặn đám cháy lan rộng. Trái với Quý Châu ở phía tây nam cháy rừng, mưa đá, sớm chớp đã trút xuống Ôn Châu, Lệ Thủy và các nơi khác ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào hôm 21 tháng 2. Mưa đá được báo cáo to như quả trứng, kéo dài từ 5 đến 10 phút. Người dân địa phương cho biết cảnh tượng này là lần đầu tiên họ nhìn thấy trong đời. Một số người mô tả đây là điểm gở, vũ trụ đang cầm thét và kêu gọi mọi người hãy nhanh thức tỉnh. Một tổ chức chính quyền vùng Tây Nam Trung Quốc được cho là đã trả chi tiền để đột nhập website của Cảnh sát Giao thông Việt Nam, theo tài liệu dò dì được đài BBC trích dẫn hôm 23 tháng 2. Theo BBC, trong tài liệu dò dì này, một công ty an ninh mạng Trung Quốc tuyên bố họ có năng lực tấn công mạng vào Bộ Ngoại giao Anh. Các cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức từ thiện của Vương quốc Anh cũng xuất hiện trong dữ liệu, ISUN bị dò dì. Các tài liệu khác cho thấy, dấu vết các vụ tấn công mạng thành công vào cơ quan công quyền và doanh nghiệp trên khắp châu Á và châu Âu, nhưng vẫn chưa rõ liệu đã gây ra tổn hại nào hay chưa. Vẫn chưa xác định được danh tính của bên dò dỉ thông tin. Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh cho biết họ không biết gì về vụ dò dỉ và nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối và chống lại mọi hình thức tấn công mạng. Nhưng cảnh sát Trung Quốc và Aizun được cho là đang điều tra việc kế xuất cơ sở dữ liệu hãng tin AP cho biết iSun là một trong nhiều công ty tư nhân cung cấp dịch vụ an ninh mạng cho quân đội, cảnh sát và các cơ quan an ninh của Trung Quốc. Công ty này có chưa đến 25 nhân viên tại trụ sở chính được đặt ở Thượng Hải. Tổng cộng 577 tài liệu và nhật ký trò chuyện đã bị dò dì trên GitHub, một nền tảng trực tuyến dành cho nhà phát triển vào ngày 16 tháng 2. Ba nhà nghiên cứu bảo mật nói với BBC rằng vụ do dì này có vẻ là một chuyện thật. Các tập tin tiết lộ công việc của Asun trong 8 năm, gồm các hoạt động trích xuất dữ liệu và chiếm quyền truy cập vào các hệ thống ở Anh, Pháp và một số nơi ở châu Á, bao gồm Đài Loan, Pakistan, Malaysia và Singapore. Trong một vụ việc, một tổ chức chính quyền ở miền Tây Nam Trung Quốc đã trả khoảng 15.000 đô, gần 370 triệu đồng, để đột nhập vào website của Cảnh sát Giao thông Việt Nam. Trong một vụ khác, phần mềm chạy chiến dịch đưa thông tin sai lệch trên X, trước đây là Twitter, được treo giá 100.000 đô. John Conra, nhà phân tích của Recorded Future, một công ty an ninh mạng, gọi đây là vụ dò dỉ quan trọng nhất từng liên quan đến một công ty bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ gián điệp mạng và xuất nhập có chủ đích cho các dịch vụ an ninh Trung Quốc. Ông cho biết các tổ chức bị ISUN nhắm đến theo tài liệu bị dò dỉ bao gồm các chính phủ, công ty viễn thông ở nước ngoài và các công ty cờ bạc trực tuyến ở Trung Quốc. Một nhóm ba tợ săn người Việt Nam đã bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ do săn bắt động vật hoang dã trái phép tại vườn quốc gia nước này. Thông tin này được đài AFA trích dẫn từ Trung tâm Con Người và Thiên nhiên Pen Nature loan báo hôm 23 tháng 2. Theo đó, truyền thông Malaysia vào cuối năm ngoái loan tin về ba nghi phạm Việt Nam đều là nam giới ở độ tuổi từ 40 đến 50. Họ bị bắt gần khu vực Kembang Sengai Charo, Bajin, Bang Bahang, Tăng vật thu giữ được gồm 26 túi chứa nanh và bút của gấu, 17 túi chứa nanh, dâu và bút của hổ, 20 túi đựng các miếng thịt hổ đã được chế biến, 13 túi mật gấu, 11 mũi heo rừng, một gói lông nhím, hai túi chứa sừng của động vật hoang dã, hai đầu nai và một phần đầu dê sa mạc, ba phần răng voi, bốn bộ răng động vật hoang dã, bốn túi chứa các bộ phận và 45 túi chứa thịt các loài động vật hoang dã chưa xác định. Cảnh sát Malaysia còn tịch thu được một chiếc xe hơi, bốn cuộn dây và năm chiếc bẫy. Hồi năm 2019, Malaysia cũng đã bắt giữ hai thợ săn người Việt do có hành vi tương tự, ba người vừa nêu. Toán Malaysia đã tuyên án 2 năm tù cho họ cùng số tiền nộp phạt lên đến 1,56 triệu ringgit, tương đương khoảng 8,7 tỷ đồng Việt Nam. Họ bị cáo buộc vi phạm 20 tội danh theo quy định của luật bảo vệ động vật hoang dã năm 2010 của Malaysia. Trung tâm Con người và Thiên nhiên Nature cho biết hiện có tình trạng thợ săn Việt Nam tràn sang các nước như Malaysia, Thái Lan và những nước còn hổ ở châu Á để đi săn. Thưa quý vị, bản tin trưa của DKN đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong các bản tin tiếp theo.